Vâng, để quý vị không phải chờ lâu hơn nữa thì vâng, xin trân trọng kính mời chị Khánh Huyền với ca khúc Người đi xây hồ kẻ gỗ. Vâng, xin trân trọng kính mời chị. Vâng, ca khúc Người đi xây hồ kẻ gỗ này là chị Khánh Huyền muốn hát song ca với ai thì chị nên giới thiệu cho em với ạ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.